Chào các bạn à, mình là Lê Văn Lộc đây và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhau trong một cái bài học rất là tuyệt vời à, sau cái bài à, sau cái bài trọng âm thì bây giờ chúng ta sẽ đến một bài là nối âm à, bài nối âm này trong phần ngữ âm nó cũng rất là quan trọng nhưng mà thật ra đấy thì lối à, nối âm ấy nó là một cái thói quen của người bản xứ cũng là cái thói quen của người bản xứ à, khi mà họ giao tiếp quá nhanh ấy, thì họ thường nuốt các âm ở nhau để lối âm cho nó gọn gàng, câu văn câu nói cho nó dễ nói và nó hay hơn, thì nó trở thành một cái gọi là, là gọi là hình thức dựa trên sử dụng nhiều đấy mà nó tạo ra cái hình thức lối âm này cũng giống như là các bạn làm cái việc gì đó nhiều lần đấy thì các bạn nghĩ ra một cái cách ngắn nhất, cách ngắn nhất, cách nhanh nhất để làm cái công việc đó thật một cách nhanh chóng thì lối âm nó làm cái hình thức như vậy à, khi họ nói quá nhiều thì họ sẽ nghĩ ra cách để nói ngắn gọn lại. thì uh, các bạn sẽ hỏi là thế nếu như mà tôi không nối âm, tôi cứ đọc thì có được không? họ vẫn được, người ta vẫn hiểu. nhưng mà uh, các bạn nói không nối âm thì nó không được gọi là tuyệt vời nhất thôi, nhưng mà nó vẫn ok, vẫn ok. thì uh, phần nối âm này uh, sẽ có bốn quy tắc và chúng ta sẽ cùng À, học qua với nhau và sau này thì à, ước mong là các bạn học cái tiếng anh nó thành cái thói quen rồi thì bốn cái quy tắc này nó sẽ à, trở thành chính con người các bạn thì quy tắc à, thì quy tắc thứ nhất là phụ âm đứng trước nguyên âm à, chúng ta sẽ học phụ âm đứng trước một nguyên âm thì về nguyên tắc này là khi có một phụ âm đứng trước một nguyên âm à, chúng ta học về à, ngữ âm của bài đầu tiên chúng ta đã biết rằng là phụ âm là gì, nguyên âm là gì rồi đúng không thì khi có một phụ âm đứng gần một nguyên âm của một từ đằng trước và từ đằng sau đấy, Tường trước là phụ âm kết thúc và tường sau là bắt đầu bằng một nguyên âm. Hai cái phụ âm và nguyên âm nó đứng gần nhau, đứng gần nhau thì chúng ta sẽ nối âm, nối âm. Nó sẽ nối phụ âm này với nguyên âm. Tức là nối phụ âm của âm đằng trước với nguyên âm của âm đằng sau. Chỉ cần là các bạn phải đọc đúng cái âm đuôi đằng sau. Đấy. Người Việt ta đọc từ tiếng Việt ấy thì là không có đọc Ờ, âm đuôi không có âm đuôi cho nên là chúng ta không bao giờ đọc phát âm âm đuôi cả những tiếng anh ấy thì à, những cái phụ âm ở đuôi thì vẫn được phải phát lên vẫn nên phải phát lên à, ví, ví dụ chúng ta đọc là phát lên đúng không chúng ta không bao giờ đọc phát tờ xong rồi nên là mà ta đọc là phát lên luôn à, không có gì cả là âm đuôi cả nhưng tiếng anh thì nó phải có âm đuôi ở cuối thì à, chúng ta sẽ học à, ví dụ thứ nhất là à, ở đây có từ mark khắp", mark khắp". mark khắp ta đọc nên nè mark nè khắp, ma khắp". À, ta không đọc là ma-up, đúng không? Không đọc là ma-up, mà là ma-cup, ma-cup. Hay như là từ make-up, làm đẹp, đúng không make-up, make, make, và up. Đúng không? không bao giờ đọc là make-up, mà, mà make-up. Đấy, đọc như vậy nó hay hơn. Thì cái nguyên tắc này là nguyên tắc dễ nhất. Đấy. À, với những từ tận cùng bằng nguyên âm không được phát âm. Với những từ tận cùng à, bằng nguyên âm mà không được phát âm. Ở đây chúng ta sẽ thấy là có cái từ ni v rồi có chữ e, có chữ e là một nguyên âm đúng không? nhưng mà cái nguyên âm này không có được phát lên nên là không, trong cái biểu đồ, à, trong, cái, trong cái biểu đồ cách đọc của nó, nó không có phát âm e ở đây không thêm e. thì à, trong cái biểu đồ phát âm của nó thì nó không có à, âm e hay âm i hay là một cái âm gì ở đây cả, nó chỉ có chữ v không thôi. đó là leave đúng không? leave thì chúng ta sẽ nối vào it uh, leave it đúng không? leave it. Uh, chúng ta sẽ không giờ đọc là leave it mà đọc là leave it đấy ta đọc như vậy ta sẽ có từ middle east à, ta sẽ không bao giờ đọc là middle east mà ta sẽ đọc là middle east à, middle east à, lit luôn nối luôn nối, nối vào luôn các bạn nhìn này à, middle east nối vào luôn à, ví dụ như ta có từ los angeles đúng không thì viết tắt là chữ l là cao và chữ a thì nó l và a đúng không l a đọc à uh, hai chữ cái viết tắt là LA nhưng mà đọc nhanh nó sẽ là Lẩy Lẩy đấy. Tiếp theo là có từ master of art. Master of art. Master of art thì viết tắt là MA. À lấy chữ M chữ A viết tắt thôi thì sẽ là M A, M A đúng không? Đọc như vậy là cơ bản nhưng mà ta đọc nối âm nó sẽ là M m mày đấy thì đấy là quy tắc thứ nhất quy tắc này rất là dễ à, các bạn cứ gặp các bạn cứ học các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái quy tắc này ví dụ ta đọc là thanh kiêu chứ không bao giờ đọc là thanh diêu cả không bao giờ đọc thanh diêu mà thanh kiều đấy à, đó là một cái những cái nối âm khi <laughs> bây giờ ta sẽ đi tiếp là khi có một phụ âm có gió đứng trước nguyên âm à, khi có một phụ âm gió đứng trước nguyên âm trước khi nối nguyên âm chúng ta phải chuyển phụ âm sang phụ âm không phải là phụ âm gió nữa trường hợp này khá hay gặp trong học nói tiếng Anh và chúng ta sẽ có một cái ví dụ ở đây là từ laugh laugh là cười laugh bị sao nhỉ? ha. ở đây chúng ta sẽ có cái từ ví dụ là từ laugh laugh và uh, uh, âm tận cùng kết thúc của nó là f chữ gh này là kết thúc là f, f f f đúng không Người ta học buổi trước rồi laugh laugh à, nhưng cái âm này nó là âm gió thì bây giờ chúng ta phải chuyển cái âm f này thành âm v. V, v v v v thì nó hơi rung lưỡi hơn đúng không thì nó bớt nó nó không phải âm ép thì nó tặng nữa nó là âm gió là âm vào nó và và nó hơi dung lưỡi hơn nên ta chuyển từ âm ép thành âm âm vào. Thì ta đọc là ở đây ta đọc uh, cái cụm từ này là uh, laugh uh, laugh at someone laugh at someone laugh at someone đúng không? thì uh, cái từ này vốn gốc là như vậy uh, cười vào một ai đó uh, thì uh, đọc sẽ là laugh vẹt laugh vẹt đúng không? laugh vẹt Laugh at luôn chứ không phải laugh at someone nữa mà laugh vet someone. Laugh vet someone. Đấy là các bạn nhớ như vậy. À, cái âm F chuyển thành âm V. Thứ hai là âm H, âm H. Âm H đứng đầu một số từ như hơ, him, have, has hay has. Âm H cũng là một âm gió và âm này là thường là câm đúng không? Âm này chúng ta học buổi trước là nó chỉ có nó hờ hờ thôi nó không có âm ơ âm ơ mà nó hờ hờ đấy nó như là hết hơi đấy thì cho âm này là thường sẽ bị bỏ đi sẽ bị lược bớt khi mà gặp nối âm người ta sẽ không bao giờ đọc cái âm hờ này nếu như mà đằng trước cái những cái từ mà chứa âm hờ này có một cái phụ âm khác à, ở đây ta có một cái câu ở đây ta sẽ có một cái ví dụ là I gave her a pen à, chúng ta sẽ thấy là I gave her a pen ta có từ gây Gây gave gây và đúng là gave À, âm hát thì nó nhẹ hơn, nó coi như là hết hơi đúng không? thì ta bỏ cái âm hát thì khó đọc lắm đúng không? nhưng mà ở đây nó có cái từ nữa là cái từ hơ này nó kết thúc bằng chữ r và nó nối sang âm ơ ở bên này, nối sang âm ơ bên này thì chúng ta sẽ thấy là à, cách đọc hoàn toàn nó được viết đầy đủ là i gây i gây ver pen đấy, ai gây the pen đấy các bạn, i gây the pen đấy thì nó đọc nó nghe câu hoàn toàn nó khác đi nhưng mà nó có nghe nó gọn gàng hơn các bạn đọc i gây hơ như thế để đọc nó nó lấy nhiều hơi lắm nó khó đọc lắm đấy để không bao giờ nói nhanh được nếu như không nói âm đấy và chúng ta sẽ học sang câu tiếp theo là was he there was he there anh ta đã có ở đó không à, anh ta đã có ở đó không thì câu này nó sẽ là là was là chữ s à, chữ s à, đây các bạn sẽ thấy là cái này nó sẽ được à, viết cách đọc ra đây Ua, there không phải nó was he there mà của gì rẻ đúng không gì rẻ à, đọc như vậy thì nếu như mà các bạn đọc không chuẩn đấy thì đôi khi nối âm nó lại phản tác dụng à, đang hay đang gọn đang đẹp thì đáng nhẽ là phải như thế thì các bạn đọc mà không chuẩn nó sẽ sang một cái nghĩa khác thì cho nên là các bạn cảm giác mà không tự tin cái nối âm đấy thì các bạn cứ đọc phổ thông nha tiếp theo là chúng ta sẽ sang cái quy tắc thứ hai là nguyên âm đứng trước nguyên âm Điều này có thể nó là rất mới mẻ nhưng mà về nguyên tắc này chúng ta sẽ thêm một phụ âm vào giữa hai nguyên âm để nối. Thì thật ra thì cái này các bạn sẽ cảm thấy bất ngờ, sao nó hai nguyên âm thì cứ không đọc đi mà lại cứ lạ mà lại phải chèn thêm một phụ âm vào giữa. Thì các bạn nhớ này, nguyên tắc của nguyên tắc của tiếng Anh này, khi phát âm ấy, khi nói đấy thì không bao giờ nói hai nguyên âm liền nhau mà luôn luôn phải chèn một phụ âm vào giữa không bao giờ được để hai nguyên âm đứng liền nhau Các bạn nhớ đến cái nguyên tắc đấy đối với những nguyên âm dài môi là khi phát âm gì chúng ta kéo dài sang hai bên đấy là như cười đấy đúng không thì ví dụ như là âm e âm i đấy, âm e đấy, hay âm i ngắn i dài đấy thì chúng ta sẽ thêm vụ âm i dài ngoài âm ngoài ngoài và giữa thì ví dụ như là, à, i ask đúng không? i ask sẽ được gọi là i ask à, I ask đấy không có I asked mà I ask I ask đấy I ask đấy thì đấy là như vậy là thêm như vậy bây giờ ta sẽ áp dụng cái quy tắc này vào ví dụ như từ USA là từ viết tắt nước Mỹ đúng không USA là United States đúng không United, uh, United States America đấy. thì viết là USA USA ta đọc là US ta sẽ thêm là chữ W W uh, USA, uh, USA đúng rồi đấy dễ mà nó còn chèn thêm phụ âm ở giữa thôi U u US thêm với W uh, s à, thực ra thì cái lúc uh, nào thì ta thêm cái âm nào lúc nào thêm âm nào thì các bạn nên uh, bắt trước nên học vẹt nên học thuộc cái người nước ngoài thôi còn uh, uh, còn à, uh, cái cái quy tắc này thì nó mông lung lắm nó mông lung lắm à, cái này nối âm thì nó đã nói rồi nó là do người ta dùng nhiều nó nó thành thôi nhá v -o a đúng không v -o -a là hả v, v o a thì đọc là v u a, Đấy, v, -u -a. Đấy, v u a v o a, v -a. V -a. Đấy, các bạn nhớ này những từ x o đúng không là x -o. Ừ. X. Đấy, nhớ là x o x là o nhưng mà x o Đấy, đọc x o lối vào nhau các bạn nhớ nha đấy một số các từ như vậy à, tiếp theo là phụ âm đứng trước phụ âm tiếp theo là phụ âm đứng trước phụ âm này à, các bạn hãy lưu ý khi mà các bạn hãy lưu ý khi mà lối phụ âm à, trong học tiếng anh ấy thì à, các bạn khi có hai hay nhiều hơn là phụ âm cùng đứng gần nhau thì các bạn chỉ đọc một phụ âm mà thôi thì à, ở đây là khi mà các bạn khi mà có hai hay phụ âm đứng gần nhau ấy thì các bạn chỉ đọc một phụ âm mà thôi nhưng trong giao tiếp thì đôi khi nói người ta nói nhanh quá ấy, thì những cái phụ âm cuối phụ âm cuối phụ âm cuối của cái từ đứng trước ấy, thường rất khó nghe và phụ âm này là thường bị biến mất. À, thường bị biến mất. Ví dụ ở đây ta có one to đúng không? One to thì gồm ba phụ âm là n t t đúng không? À, one to đúng không? Cùng nhóm cùng một cái nhóm như là để nửa sau răng đấy. n, n, đúng không? đúng không? Đấy. Thì các bạn sẽ nhớ là họ sẽ đọc là oh, họ sẽ gọi là one oh không không đọc one two đâu mà đọc là oh, one oan Hoặc oh, là one hoặc oh, là one tử oh, one tu hoặc là ờ nu hoặc aner luôn. Họ oh, one luôn. Đấy. One luôn đọc này đấy Các bạn nhớ cái ca sĩ icon ấy cũng có cái bài hát là one r ờ oh, oh, là đọc đọc tắt của one tu One, two. Yeah. rồi chúng ta sẽ sang nguyên tắc thứ tư nguyên tắc thứ tư là các trường hợp đặc biệt là ví dụ như âm di mà đứng trước âm t thì phải phát âm là âm uh, chở âm chở uh, <laughs> âm t cộng với âm sẽ thành âm chờ các bạn nhớ như vậy ví dụ như từ not yet thì đọc là uh, not, not yet không mà đọc là not yet không phải đọc là not yet mà đọc là not yet đấy à, don à, don chiều don à, từ đón chiều đúng không ạ don không đọc là don you mà là đón chiều don chiều nói don chiều các bạn nhớ nối âm nhá à, âm gì đứng sau âm t à, âm c đứng sau âm d thì sẽ phát âm là âm đúng không như ta có từ education đúng không education là cái phát âm của nó vốn gốc đã như vậy rồi <laughs> ta có từ would you help me thì đọc là chu would chu would chu help me ừ. đó nghĩa là would you help me would you help me đấy đọc vậy nó hay hơn gọi là u chu đọc là would chu nha các bạn đọc là would chu không đọc là would you nữa đọc, là, đọc là, would you? đấy thì những cái này rất khó thì các bạn có thể bỏ qua cũng được vì các bạn đọc cái nguyên gốc thì người ta tây vẫn hiểu đấy dây âm y dài đứng sau âm s thì được phát âm là âm sh đấy, à, âm sờ âm sờ nhẹ cộng với âm Z đấy nó sẽ thành âm sờ lặng possess your hands together thì đọc là possess your hands together possess 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 your hands together tức là sẽ nối cái từ possess từ âm s đó sang do sang do thì đọc là sờ sờ hand sơ sơ Đấy, đọc như thế thì nó uh, đọc thì nó hơi khó một tí nhưng mà các bạn cứ nghe tây đọc thì nó đọc nhiều còn cái này thì cũng giống như bài trước là giới thiệu để cho các bạn biết thôi các bạn nên ghi chép lại để một lần các bạn được uh, ngấm vào trong não uh, thì uh, nói như vậy và còn một phần rất nhỏ nữa thôi và phần nữa là âm di đứng sau âm s mà phát âm là chữ z ấy phát âm là z là z. đấy vẫn cộng với lại âm gì đúng không âm giờ nặng đúng không âm giờ nặng âm giờ nặng nhá giờ where's your mâm đúng không que chưa mâm đấy where's your mâm đấy nó phát âm thành âm giờ nặng âm z nặng đấy âm z nhẹ cộng với chữ gì là âm z nặng à, phụ âm t nằm giữa hai nguyên âm phụ âm t nằm giữa hai nguyên âm và nó không là phải là trọng âm thì phải được phát âm là âm d đúng không không phải là trọng âm phát âm là âm d à, ví dụ là từ tơ mây thầu thì đọc là thơ mây đầu đấy thì I go to school đúng không? I go to school bây giờ đọc nào I go to school rồi bây giờ chúng ta sẽ sang à, à, à các bạn nhớ là đọc là I go to school đúng không? I go to đấy, nhớ cái từ T đôi khi sẽ chuyển thành từ à, D chúng quy là cái này nó phức tạp quá các bạn có thể bỏ qua các bạn cứ học người Tây nắng nghe người Tây nghe người Tây nói nhiều các bạn phát âm sẽ hiểu rồi nha À, nhưng mà các bạn phải biết phải biết thì mới hiểu được nhé yeah. à, phần tiếp theo là mà một phần cuối cùng nữa đó là các bạn nhìn vào từ important này important đấy là lưỡi đặt à, cái từ t này ấy, là lưỡi đặt ở vị trí t nhưng không đưa xuống dưới bởi vì nó có chữ n, n n n đúng không thì cho nên là chúng ta có thể bỏ qua âm t này ta sẽ đọc là important à, chúng ta sẽ đọc là important cũng được các bạn nhớ không? khi liền sau âm n là một âm t chúng ta có thể bỏ vào âm t À, lúc này âm t sẽ bị câm ví dụ như là, interview interview chúng ừ, ta sao interview interview à, từ interview ta sẽ đọc interview interview luôn à, đọc là interview à, không cần phải đọc interview à, không phải là interview nữa mà đọc là in -a, không phải inter mà in nào đấy nhưng mà các bạn đọc inter người ta vẫn hiểu à, cho nên là những cái này đấy thì là một, một cái nó hơi nâng cao một chút cho các bạn nào cho các bạn nào muốn nói tiếng Anh hay, nói tiếng anh hay nhưng mà các bạn phải ghi chép lại để các bạn biết kiến thức thì các bạn sau này um, mới có một lần nào đó các bạn tái hiện kiến thức Ví dụ các bạn gặp người Tây thì tự dưng cái uh, người ta nói đúng cái câu đó các bạn đã từng học rồi thì các bạn tái hiện kiến thức và hoặc là người ta nói với câu đó bạn không hiểu nhưng cả cái người dịch giả của bạn lại hiểu cho nên thì bạn sẽ 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 tái hiện được kiến thức bạn sẽ học được cho nên là cái gì thì cái khó đến mấy các bạn vẫn phải học học để biết chứ không phải học một phát người ta sẽ hiểu được ngay thì giỏi được ngay không ai như vậy được cả nhưng học để biết thì đó là cái chúng ta bắt buộc phải học thì à, trong cái bài này nó có bốn cái nguyên tắc như vậy à, cái nguyên tắc quan trọng nhất là các bạn phải nhớ đó là nguyên tắc đầu tiên và nguyên tắc thứ hai còn nguyên tắc ba nguyên tắc 4 thì nó cũng là những cái nguyên tắc nó hơi cổ hơi hơi, à, hơi phức tạp quá thì các bạn biết để bắt trước thôi còn nguyên tắc thứ nhất và nguyên tắc thứ hai là các bạn phải nhớ đó là nguyên tắc phụ âm là lối luôn vào nguyên âm lối luôn vào cái đấy là dễ cái thứ hai là à, nguyên âm đứng gần nhau ấy thì thường sẽ bị chèn vào âm ở giữa các bạn khi à, đi giao tiếp với người tây thì chú ý lắng nghe và để ý thì thế là được đấy là hai cái quy tắc một và hai là quy tắc quan trọng nhất còn phép ba bốn thì các bạn nên ghi chép và à, đọc qua rồi để nó có cái kiến thức trong trí não là một ngày nào đó các bạn va vấp phải đúng cái trường hợp đấy thì trí não sẽ tái hiện kiến thức thì đấy là như vậy nhé thì bây giờ thì video sẽ kết thúc ở đây và xin hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo của giáo trình này nhé và chào tạm biệt các bạn.